明白嘞，收点的，老大姐，老，老母，天哪，老哎，跟着搞了，我咋？我找了，没种地果树了，后面人家你好没有给，我之前采么子没拿都给我拿到了，都给我拿到了，我干了六分过，去年了分了哎，之前采么子没补着了，我路上说说啥道理了哈，因为没啥道理没地方，我一头拉么子啊，这里啥么子拉了，我说来先种哎。我拉了，你要是下一头大布面，进来，人家一种地啊，只要几十地，都能开点面，要好点。问题就掉了。对，我们帮忙了，加帮面了，哎，我想看了，我这边去干做干了，我到了，哎，我这边弄个，弄多了，个他们喂，帮忙了，我那个到我这边过来。那就几百年早啊，那路我过冬，我的呀，都炒开了，我脚趾骨我搞好了，我拉了，立马撞到，立马的，倒车都搞，车车搞呀，来这里搞外面，没有，哎，我不知道没车了，怎么摆个搞那个机，我那个机还得搞摆嘞，到底搞输个？年龄也得老叫老板多切白啊，不多做木切呀。得了，干嘛哩白啊？你娘哎，二白多切多老哎嘛了。你老多的多下生，你多下瓜啊。那就买嫩肉的包嘛。那啥个多老母哎？对。吃吃。你家那有木切？抓起刀要木切，这木刀切个刀，刀切过来。这刀上这个木切，这木切这有啥东西来木砍来这？刀啊！这个木什么？刀上有木破子嘛？那这些工破烂那些，这木拿切这些刀木刀。你那个去，你要那山的头，只要在这个做，这种东西都不灭了，这一种东西呀。啊，这多嘛的多保值呀！这有小朋友多种啊！哎呀，你家多个嘛的有那个，它地方一样还多。它堆冷就老热呢。有了，我嘛的有啊，那我那小朋友个地方么样？看来侬要那白教耶，到那白教上课啊。人家嘛上多哈嘛，要嘛上多么咯？要，人家不高，结果开进来教一看，要包包呢，包包出去。是来木路车，移民的来木车叫么？他打的，老登巴克的有木车移民啊？是别的，有无家老有木的多？恁地可收着老诶？喏，恁哪里？我说哪里木？有家。肉呢？那我要。哦。那肉呢？都多，那些鸡咋过？你哪呢？我搞的兄弟好奶，这里
去口街咋提个新脚去啊这有多啊这有多了把牛奶弄牛奶弄去炒呢这是这是这是牛这有多泡面了嘛就是多的牛奶弄完你背嘛泡面的牛奶你的啥都特别多错烂烂牛奶咋切好了得先买了走摸背了要摸打摸的不打打得哦提到老摸打的十来万呢啊哈哈哈哈山东地哦哦哦哦大学学姐过去刚到店你大学老姐买了你拿去这老买哪个三年了，烤肉了，姐。要上三年烤肉。上次来，上次来，上次来，我那三年没来。你来了。你别晒了。这别晒就转凉嘛。别晒转大了。他别过到木，别过怪家了。到罗汉江了，全部到罗汉江边的木山那边，那边晒。你到木走。从这就。哦，陈老，陈老，这。陈老，原来都紧张。这叫啥来？那木个哈多啊？木哎，妈妈木呢？哎，木哈多。我木做过了，我加上了。你们要不也把那个布一个布做成这个。嗯。好的喽。这刀背弄哪的。老的老的这刀去找弄去弄在哪。老木啊老年。阿姐，蒙木上蒙木啊！上蒙木了。嗯。哇，我又跑了这里拆包，白，他白好不老白，你嘛老白来人家，等到了到来，你进屋给来。我这家没得蒙哎，等到了。你多等十天呀，你等啊。老哎呀，他太在那里又跑了。那年年晒白，那包哎，那包给了。那包你老包白来，你去跑那里拆嘞，他去跑那到处跑白来，人家那一扯白了哈。啊。你今天出门在那紧张，在那弄内，那就搞点的，要能做。嗯，你把天接好接好呀。嗯，你把天别动了，没动，没动，现在呀。啊。那什么，天接好接好，老热不热？哎呀，我那边的天气。啊。我在今天来到这里，跑到我们这里。哦，这里是多少？是跑多少？你几多？那么喂，那么家里汤遐么的，老公能老恩公吼？恩公不叫遐个很啊。吃饱啊，吃了都能在头白吃饱哈。嗯。给我空气都叫。啊，木啊。好接。啊。打倒蹲下去。你摸脚。等你那个拉好吗？啊，好接木啊。啊。嗯，啥一路说他扔个都能得喽，哪里？那料啊了，那都要了，要包啊。啊，一路痛起来呀！啊，接下来叫云椒西。啊，今天弄早上呀。啊。弄早的呀。不要你都早，俺们都俺早就我来呢。说说呢。这头哎，不然人家本来我不然得找多少家哎。人家哎，说说，人那是到了。还有一碗还有。嗯。都叫一路也叫的阿姐，还不到啊。阿姐。没摸几张能哎，你再说你摸哎。啊，这起码见你把手抓能啊。把手是吧？嗯。嗯。嗯。能哎，你知道木见能木碰到啥老板呢？老板，我碰到了。
nơi chỗ bãi xe nên tôi bốn nhà anh đón à ôi nếu muốn bốn nhà nhá có sao đến thế này luôn đó nên chỉ muốn bốn nhà à à chào bé nào tôi bắt nhà đi ở bên nước ngoài nữa mà luôn nếu mua gì lăng mình nhỏ nè gì lăng ờ nếu tiếng lòng rồi cho nên cũng thể chỉ một cái đốt phải không tạm à ờ chào chị sẽ phải là thằng đợi chè ở nông đợi chè ở chừng cho nên tay mua không mỏ chè cho ở bỏ thằng ở cho chè thằng này tuốt là nên chỉ tao lo ở chỉ tao à hết thằng ở cho chè sợ tiền chè rồi tuốt vô lúa ấy là muốn nhả lan nữa nhóc chè ít lấy ở sẽ sấy người cho tiền tiền tuốt sấy bé nó chè mà bỏ chè tuốt tao nu chỉ chè ở mà lo cho chè chỉ dùng chia tôi đây tôi tiền chia nhiều cơ mua chế chống đâu cho chế nó mà cho chẳng đi tiêu cho chế nó mà cho chẳng đi tiêu liền nữa bài ra mua chế ấy mua tôi đầu chế nhớ nó tôi chỉ nhà chơi, ê, tôi chọn đồ để chọn đồ cái tiền sẽ chặt cú ấy còn muốn chọn là thứ nhà lớn trả nó tiền nhà họ mua, giàu to cho không gì, chơi họ tự lo gì, tàu nó lo lắm một bên đỡ không sao mà nó nhỏ. Đã xem lại rồi, thế ông ta biết chuyện gì đấy ha, cái khoản mua chế mua là tiền thế này. Nói chung là tiền chân là ba sáu này nhở. Nói gì tôi lão bá chùa tôi sẽ ưng đỡ lên đấy ha. Nè lão bá chùa lão cha bỏ. Cha bỏ. Cái đó tiền. Lão bá chùa. Nè mua chế này hay, nè thu tiền nè tua gì nè. Nói gì đó, nói gì nói là nè cái đó là cụ thế tôi là cụ họ trẻ trẻ nên họ tuổi nhỏ chỉ một tám một hồ họ thế tôi là cụ trẻ nên họ nhà có tuổi là lớn nên cụ nhỏ thọ chưa nên mua là nên mặc mua nên họ trẻ thế biết chỉ quá chỉ thì nên họ tuổi nhỏ lý á không là chỉ nên không là nên sợ chế mua là cái trẻ lên tư là những giả dụ dụ xả một sáu lợi là như mua nhỏ lý á không thế đó là cái gì nhá cho chị uống lấy lò mà lấy mua mua xì hào cho chị lấy lò nhỏ giá nu bây giờ như giờ sẵn đó lấy thả sẵn đó lấy nhỏ là lấy chi mua chơi 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 nhỏ mua làm một cả chị cả nhỏ thì muốn là to cả mua đi chơi là to nó nè chê mấy chị hai tia giờ tuổi có ít khó chị có chị nhỏ tuổi chị nè chậu bé say bé chê mình thiết liệt tia nè tôi có cho lên hay mò ở xa để cho có một trong hàng tuổi cho tôi bỏ bé sợ đời nó chỉ họ dùng gì mình thiết liệt mà tôi cho mò ở mò giờ mò giờ từ một nồi rồi thằng rồi chả cả nồi chả cả mỗi rồi chuột sắm bảy đi à chỉ mỗi sợ mà ai liền một chế gì chơi bên ba chế chỉ hết đấy họ qua đó chi lo một chế chế ứ lo cho là chế nó ứ ho tới giờ tới giờ mà những chỗ này chỉ mắm mắm chỗ này đông ấy chứ à đỡ ăn nó nào mua cán chì à cán chì lẩu chè à hành chè mua gì à đó cổ cân cổ bố thì chị trả liệu nó còn mua kia nè mua lẩu nữa kìa đây đây mua gì ấy cổ sao mua cán chì
mỗi giờ nên mình nhỏ cán chứ mình mẹ ấy lo mà chống cha nè bữa em họ sợ lo chứ như bỏ ít thuốc ốc thôi nhớ lại tê đi lúc chơi nó chứ chọn đông chia sổ ấy nó lạc lạ chứ cán chứ chứ nhẹ nó sắp lỡ ôi dùng á, mất thêm lúc cháu có chìa kia cho cháu có chứ bỏ ấy cán chứ mất chìa thêm lúc chìa ít thêm mấy mê ai bể nó có ấy nó chân giả lo ờ chìa chế có ha có chỉ đeo lúc mà mắn lê lê sổ có lo ủa mỏ lô đĩa rồi nói nếu mấy trẻ nha lo đi ti trẻ nó chè cá chi phân to nữa trẻ nó lo chè chứ chống cơ về không có gì chờ nên mình nhỏ cá chi nè để nó nằm chuẩn mê đấy sợ bên nó lo chè nằm to cơ này trẻ con nó mới có tao chua cho ờ chia tay con thằng à chia tay con hết chia cho nông chia đeo chí lia thế nhảy dừng cho nó chạy dừng sống mà chẳng nên nông chia nó chạy mình chỉ cho mà cán chia đâu ấy chỉ nếu mà chọn nông chia nó chạy nếu mà mua cán chia cơ này cháu có chỉ bay bay kia sát tối mua chia cả ta đông giang chưa cha và những nhỏ giờ 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 cho phu chúng yêu chỉ nữa tôi trả hết lá đà này tôi chưa giờ mà mắn này phu mắn mắn nào mắn mắn chưa chưa quá mất thế số rồi á vô chung á mất cái gì mà nick khó ừ nếu mà mắn nó lên nhân đời chó bông ha chó nó về nuôi nhau chơi mà mắn nhà chơi mà nó chơi mà qua ai lười già đông chó quá đó cho nó lại lại tiền này nó xóa chi nó đấy nó lo lo nhớ sát tỏ của cho nó chơi cắn chi vậy nhỉ nó sắp rồi nói nó này nó này nó à ừ lúc đầu tha thì giờ lúc đó cho nó chỉ mà mắn liệu cho nó đi đi chọn đông gì à chúng chúa sa tờ nó chúng chúa chọn đông gì nó đâu nếu mà nó chơi cho cái chúng nó gì chơi nên chơi đi to ta đi cho nên đông gì nó mới cho mà mắn đỡ lẩu to ta vậy nên chơi đi làm mò mò nông nó ấy chỉ cái nông cho quá cái này cái họ tua cho chỉ nói gì nó chỉ mua học bò của nó nuôi cái chim đó đấy mua đá ba lông bảo vậy cho nó tham mà sẽ tự pin nó cho nó ấy tự pin chờ nó nuôi dây rừng nó không ạ tao thiệt thầu ạ chế ba mua tao thiệt thầu ạ ủa cho nó ta mà cho nó hồ chế à ông nó chống mua cho hết nó chống mèo ông nó mà chống tít tít cái trái này vậy nhưng cái chỉ tao chế cái bé chỉ chỉ tao nó to còn được rồi cho nó mắn này khỏi đu nó là khỏi to còn nó đu là nó nhóc còn nó chơi nhóc lồng cột luôn chia này tôi chơi này tít chả tao tít chả tao món đặc rồi, tôi gọi ta, tôi cho cá chiều, tôi gọi nó chỉ tao luôn, sẽ phải nó vào mua cá chiều nhau sắp đến, cho cá chiều nó thì, nó tay chân chưa ấy gì, cá nhỏ ấu nó, nếu mua thì mà nó chẳng mấy mấy, chỉ chỉ tao bỏ cả. Ở bên nó chế nó chế cho nem luôn ấy nông chế nó chế khi ta đồ lô chúa kia
tụ cả là tôi muốn chia sẻ nó còn nếu so nhận giá muốn chơi thì chơi thì nếu không mấy chơi lo tứ tứ đó thì chơi cậu thì nói chơi khán chi không thật to lo sát thì thế vụ thì có vụ tôi muốn gì ấy còn nếu so thật to lo muốn chơi thì nói bên nó chơi và những cái bộ mua sát tận nó gì đấy chả thằng đó tàu mà mỏ nó vậy nông trường cũng ê lòng chê thế chê 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 chê